Sau cái buổi mà sau khi Lan về 3.300 điểm á, thì đã mang đến cho Lan cái phần lương của tháng này là 15 triệu. Và cái một cái vui nữa đó là cái tiền mà Lan bán hàng á là 3.300 điểm, Lan được cái chiếc khấu lẻ đó mọi người là 7 triệu rưỡi nữa, thì coi như là tháng này Lan được là cũng tầm 22 triệu rồi ha. Thì là 22 triệu. Thì thêm nữa cái phần thưởng của Lan là tháng này Lan có thêm cái tiền thưởng director là 20 triệu nữa. Thì trung bình thì tháng này coi như là Lan cũng có một cái phần thưởng chính đáng cho mình là tầm trên 40 triệu à. Đó là... Thì đó là cái câu chuyện về chốt về director của Lan, tưởng chừng như là Lan làm không được nhưng mà cuối cùng mình cũng làm được rồi. Thì cũng giống như lời hồi trước đó, lúc tháng 9 năm 2020 á, thì Lan cũng nghĩ là mình không chốt được 21%, nhưng cuối cùng cái nỗ lực cố gắng của mình là mình làm được. Thì ở cái độ tuổi của 50 như Lan á, thì Lan cũng có muốn gửi đến các anh chị cái lời chia sẻ là mình đã ở độ tuổi 50, mình chuẩn bị về hưu hay là mình nghỉ sớm gì đó mà mình có ý định là kiếm thêm thu nhập, thì mình đừng có bao giờ suy nghĩ là mình không có còn cái giá trị gì nữa, mà mình hãy nghĩ là mình còn có công việc giống như Lan như thế này nè, cứ mạnh dạn mình inbox mà mình tới đây để mình làm một cái công việc mình có thể làm tại nhà hoặc là bất cứ nơi đâu mình cũng có thêm một cái thu nhập. Mà cái thu nhập này không phải là cái thu nhập thường mà là một thu nhập khủng của những người làm việc ở nhà đó mà mọi người. Cho nên là ở cái độ tuổi của mình á, là nghĩ là mình cái công nghệ mình không biết, nhưng mà thật sự ra đó vào đây mình không cần phải tư duy cái gì nhiều đâu, mình chỉ cần sao chép tốt là được rồi ha. Thì đang hy vọng là qua cái buổi MC hôm nay thì cũng gửi đến các anh chị nhiều những cái vấn đề mà giống như ai có vấn đề giống như Lan về sức khỏe, về công việc, thì mình cứ mạnh dạn mình tới để mà mình tham gia vào cái công việc này. Đặc biệt là mọi người nhớ là mình cứ các bạn mình ở trong cái khán phòng hôm nay hoặc là các bạn Oriflame của mình á, mình đầu tư catalog là một cách đầu tư thông minh luôn á. Thì Lan nghĩ ra là mình phải đi chứ đi phát rồi đi gieo để mình có được một cái đơn hàng rất là khủng luôn. Thì khi mà Lan gieo, Lan nói thật là 60 quyển catalog Lan giao cho đội nhóm mình, Lan gửi cho mọi người hầu như là 50% kết quả Lan nhận được là mua hàng đó. Lý do là cái đội nhóm của Lan là tuyển dụng ít, cho nên là tháng đó tháng rồi là tuyển dụng ít, Lan phải đi bán hàng. Mà để Lan được lên như thế thì coi như là cái thành quả của mình đó là mình nỗ lực cố gắng rất là nhiều luôn. Đó là cái câu chuyện của Lan. Thì cuối cùng Lan xin gửi lời cảm ơn đến công ty Oriflame, tập đoàn Oriflame đã tạo điều kiện cho tất cả anh chị em leader ở đây có một công việc rất là tốt, và thứ hai nữa là có một cái sản phẩm rất tuyệt vời. Và Lan xin cảm ơn đến sếp Lê Đồng Ánh đã tạo điều kiện cho Lan có một cái buổi chia sẻ cùng mọi người hôm nay. Và một cái nữa là đã cảm ơn sếp Hải Châu Hiền, top 3 hội đồng lãnh đạo, đã có một cái quy trình rất là tốt và vẫn là một thấy là niềm tin tạo động lực cho Lan có được một cái con đường đi tới hôm nay. Và cuối cùng Lan cũng xin cảm ơn đến bảo trợ của Lan là bạn Hoàng Kim Hồng và đội nhóm của mình đã cùng đồng hành với Lan cho đến ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Châu Hiền. Cảm ơn Châu Hiền đã một cái chủ đề rất là tuyệt vời, luôn tạo cho Lan một cái niềm tin. Cái thân thiện của Châu Hiền, nếu không có Châu Hiền một cái ngày đầu tiên á thì Lan sẽ không có đứng ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe Lan